Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hưởng ứng ngày toàn dân tham gia hiến máu mùng 7 tháng 4 năm 2024 có phóng sự lan tỏa phong trào toàn dân hiến máu tình nguyện. Hạ tầng giao thông, động lực cho du lịch Lai Châu phát triển. Chính phủ Mexico cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador sau khi cảnh sát đột nhập vào Đại sứ quán Mexico để bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỉnh Hòa Bình đang triển khai chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu tỉnh Hòa Bình phấn đấu, trung bình hàng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, trung bình hàng năm tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp, 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động, trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. 80% số người làm công tác an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn vệ sinh lao động. 100% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khu vực có quan hệ lao động được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật. 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng bình quân CPI quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ tăng 2,28%. Nguyên nhân là do sự tăng giá của lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng, giá điện sinh hoạt. Trong đó có 9 nhóm hàng chỉ số giá tăng, gồm giáo dục tăng 9,07%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,88%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,84%, nhà ở điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,83%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,02%. Để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá trong quý 2 và tháng còn lại của năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị cần chủ động đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp của chính phủ về phục hồi kinh tế xã hội, chủ động đề xuất chuẩn bị các phương án đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế xã hội, mặt bằng giá. Qua đó có phương án điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền, xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt hàng giá thị trường. Năm 2024, huyện Tân Lạc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước ước đạt 76 tỷ 200 triệu đồng. Hội đồng Nhân dân huyện giao dự toán thu ngân sách nhà nước ước đạt 325 tỷ 473 triệu đồng. Tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2024, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11 tỷ 179 triệu đồng, đạt 14,6% so với dự toán tỉnh giao, đạt 3,3% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Nguyên nhân tiến độ thu ngân sách đạt thấp là do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường bất động sản trầm lắng đã tác động đến nguồn thu tiền sử dụng đất. Hiện nay, huyện Tân Lạc đang tập trung thực hiện các biện pháp thu thuế thu tiền sử dụng đất, đôn đốc thu nợ đọng, đảm bảo thu đúng thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Phấn đấu tăng thu để thực hiện đạt và vượt dự toán cả năm, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách, đồng thời tăng cường quản lý chi ngân sách, thực hiện chi theo đúng quy định, thực hiện quản lý tài sản công theo luật quản lý tài sản, tập trung quyết toán các dự án hoàn thành, đảm bảo thời gian theo quy định. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, tổng dư nợ các tổ chức chính trị xã hội là trên 4.900 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 880.000 lượt hộ nghèo, 855 lượt hộ cận nghèo, 374 lượt hộ mới thoát nghèo, 643 lượt khách hàng cùng khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay, tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho gần 2.000 lao động, giúp nhiều học sinh sinh viên vay vốn chi phí học tập, 35 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, xây dựng nâng cấp hàng nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh tại vùng nông thôn, từ đó góp phần hạn chế nạn tín dụng đen, cải thiện ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục nỗ lực huy động nguồn vốn, đáp ứng đủ vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả chương trình cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
huyện Lương Sơn hiện có 110 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 11 khách sạn, 99 nhà nghỉ và các loại hình lưu trú khác. Để tăng cường thu hút khách du lịch, huyện khuyến khích các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện tài nguyên và định hướng phát triển của huyện. Đặc biệt là các điểm du lịch mang tính trải nghiệm, hướng tới cộng đồng đã được nhiều cơ sở du lịch quan tâm đầu tư để thu hút khách đến tham quan. Để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, bên cạnh việc chú trọng tổ chức lễ hội truyền thống, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, bảo tồn tôn tạo các xóm làng nhằm giữ nét văn hóa truyền thống Mường, huyện Lương Sơn đã phát huy tiềm năng lợi thế, xây dựng điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, hình thành đa dạng sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng cuối tuần, thể thao giải trí, văn hóa sinh thái trải nghiệm, đồng thời ưu tiên đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch, nhất là giao thông kết nối các khu điểm du lịch, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí. Quý 1 năm 2024, tổng giá trị giải ngân các chương trình dự án trên địa bàn huyện Đà Bắc ước thực hiện trên 91,7 tỷ đồng, đạt 20,31% kế hoạch. Hiện nay, một số công trình dự án còn gặp khó khăn về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác trích đo bản đồ giải thửa, xác định nguồn gốc sử dụng đất thực hiện còn chậm. Quý 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2024 và nguồn vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện năm 2023 sang năm 2024. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu quả hơn, chất lượng hơn. Quý 1 năm 2024, Cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra 204 vụ, tổng số vụ vi phạm hành chính 85 vụ với 86 hành vi, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 237.150.000 đồng, trị giá hàng hóa tịch thu 33.570.000 đồng. Thời gian tới, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc làm tốt công tác quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đầu mối giao thông, điểm tập kết hàng hóa, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024, kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2024, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường và của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại Hòa Bình, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó có nhiều tấm gương tích cực tham gia hiến máu hàng chục lần. Họ sống nhau ở trái tim sầu lòng nhân ái, sẵn sàng hiến máu cứu người mọi lúc mọi nơi, làm lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Nhân ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, mời quý vị và các bạn cùng đến với những gương hiến máu tình nguyện tại thành phố Hòa Bình. Ngay sau khi nhận được thông tin khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang có người bệnh cần truyền máu, anh Nguyễn Thành Hưng là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống thành phố Hòa Bình và một số hội viên có nhóm máu hiếm đã kịp thời có mặt tại bệnh viện, chờ để hiến máu cho bệnh nhân. Việc hiến và truyền máu trực tiếp cho bệnh nhân thường diễn ra trong trường hợp bệnh nhân cần cấp cứu, có nhóm máu hiếm, mà tại bệnh viện không còn máu dự trữ. Chính vì vậy, Ngân hàng Máu Sống và những người trực tiếp tham gia hiến máu như anh Hưng đã cho thấy tinh thần hết mình vì cộng đồng. Thành lập từ năm 2021 đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống thành phố Hòa Bình đã hơn 30 lần trực tiếp hiến máu cứu người. Từ khi thành lập này thì câu lạc bộ đã hiến được khoảng 30 lần trực tiếp, và cứ mỗi lần hiến trực tiếp cho những người bệnh và thấy tình cảm của người bệnh và những như đem lại sức sống cho người bệnh thì đó là một cái tình cảm mà chúng tôi không có gì có thể tả được và rất vui và hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ tiếp tục để làm sao phát huy nhiều, kết nạp nhiều hội viên nữa để tiếp tục cống hiến và đem sức mình cũng như là hiến máu những giọt máu quý hóa để cứu những người bệnh cần thiết. Dù chưa có lần nào trực tiếp hiến máu như anh Hưng, nhưng ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình đã có 20 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Lần gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2023. Với ông Hoan, việc hiến máu tình nguyện không hẳn là ông cho đi, mà thực tế là ông đang nhận lại rất nhiều. Bởi sau 20 lần hiến máu tình nguyện, ông nhận thấy sức khỏe của mình
có chuyển biến tốt hơn. Như ban đầu là một số hội viên là còn nghi ngờ là sẽ giảm đến sức khỏe, nhưng tuy nhiên về cá nhân tôi đến bây giờ thì sức khỏe là không có cái vấn đề gì lớn. Hiến máu với mỗi người là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn, mang niềm tin hy vọng về sự sống đến cho những người kém may mắn. Để rồi giọt máu đó từng phút từng giờ mang theo tình yêu thương từ trái tim chuyển đến trái tim, để mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Từ những tấm gương điển hình đó, phong trào hiến máu tình nguyện đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Quý 1 năm 2024, trên địa bàn thành phố đã thu hút trên 700 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 561 đơn vị máu, vượt kế hoạch 561 trên 300 đơn vị. Có nhiều những cái chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân trên địa bàn. Minh chứng cho điều đó thì trong các đợt mà đăng ký hiến máu tình nguyện của thành phố tổ chức thì số lượng người dân tham gia đăng ký hiến máu là đều tăng đợt sau đều tăng hơn so với những đợt trước. Thế và đặc biệt là cái số lượng người đăng ký hiến máu nhắc lại nhiều lần đó thì chiếm đến hơn 70% trên tổng số lượng người đến tham gia đăng ký hiến máu. Thế và đặc biệt là chúng tôi sẽ kịp thời tôn vinh những cái tấm gương điển hình tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện đã tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần hàng năm để kịp thời lan tỏa, nâng cao những cái nhận thức tích cực trong cộng đồng nhân dân trên địa bàn. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, và cần lan tỏa hơn nữa những tấm gương và tinh thần hiến máu cứu người nhiều lần và sẵn sàng cho đi như những tấm gương hiến máu được cộng đồng tôn vinh trong thời gian qua, để phong trào toàn dân tham gia hiến máu ngày càng lan tỏa. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Hạ tầng giao thông, động lực cho du lịch Mai Châu phát triển. Nghệ nhân ưu tú Đoàn Linh Nhâm, người truyền giữ Chầu Văn. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông được xác định là trợ lực của ngành du lịch. Có đường giao thông phát triển thì việc du khách thuận lợi khám phá các địa điểm du lịch tại huyện Mai Châu. Do đó, thời gian qua, các công trình giao thông và đường nông thôn được huyện Mai Châu nâng cấp mở rộng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Phát triển hệ thống giao thông đồng bộ và hiện đại là một trong những yêu cầu có tính quyết định đến sự phát triển chung, trong đó có ngành du lịch. Những năm qua, huyện Mai Châu đã chú trọng việc nâng cấp sửa chữa các tuyến đường nội đồng, liên thôn, xóm, khang trang, trồng bổ sung những cây hoa ban để tạo cảnh quan sức hút đặc biệt đối với khách du lịch. Do có giao thông thuận lợi, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện đã mạnh dạn chuyển sang làm du lịch homestay. Doanh thu từ du lịch đã giúp nhiều hộ gia đình thay đổi cuộc sống, xây dựng mới nhà cửa, bảo tồn được những nét văn hóa truyền thống như dệt thổ cẩm. Trước kia thì đường thì cũng xấu, thì cũng chưa khó có khách như bây giờ. Bây giờ thì chỗ nào đường cũng làm đẹp, bây giờ thì nó cũng thấy nhiều khách hơn trước ấy. So với trước thì thu nhập của hộ dân thì cũng tạm hơn trước. Trước kia thì cũng còn không có khách về đây thì cũng còn kém hơn, bây giờ thì cũng khá hơn một tí hơn trước thôi ạ. Tổng số km đường bộ trên địa bàn huyện Mai Châu là 604 km. Số km đường bộ được bê tông hóa, nhựa hóa trong năm 2023 và dự kiến đến hết quý 1 năm 2024 là 40 km. Về cơ bản, mạng lưới giao thông kết nối các điểm du lịch, các xã trên địa bàn huyện Mai Châu đã được hoàn thiện. Bên cạnh đó, được các ngành chức năng thường xuyên bảo trì sửa chữa, các địa phương trong huyện đã tích cực phát huy nội lực thông qua các hình thức huy động nhân dân đóng góp sức người sức của, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở đã công khai minh bạch về tài chính và quyền tự quyết của nhân dân nên huy động được tối đa sức dân tham gia làm đường. Trong năm 2023, đã huy động được gần 19.000 ngày công người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Trong những năm gần đây thì lượng khách đến du lịch tại xã Nà Phòn thì Đảng chính quyền đã có cái nghị quyết để xây dựng cái xã về phát triển du lịch dịch vụ, trong đó có cái mở các tuyến đường, đặc biệt là cái chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân là trong hàng năm để đã hiến
đất từ đất ruộng rồi là đất vườn và đất hành lang giao thông thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân đã thực hiện chấp hành tốt và được nhân dân rất là đồng tình. Dù có hệ thống giao thông nông thôn khá phát triển, tuy nhiên việc phát triển du lịch nói chung, kết nối các tuyến điểm du lịch của huyện Mai Châu vẫn còn bộc lộ khá nhiều hạn chế. Tại các điểm du lịch xảy ra tình trạng thiếu điểm đỗ xe, bãi đỗ xe công cộng, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Nhiều tuyến đường ngay gần các điểm du lịch nổi tiếng như Bản Lác, Bản Văn đã xuống cấp, vẫn chưa kịp tu bổ, sửa chữa. Trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn được cấp trên, các cấp đầu tư cho 3 tuyến đường trên địa bàn xã thuộc cái tuyến đường liên xã. Ở đây thì các công trình này thì thực tế thì đã được đầu tư xây dựng từ năm 98. Cho đến thời điểm này là xuống cấp, chất lượng không đảm bảo cái việc lưu thông, đi lại. Hạ tầng giao thông có vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với những chủ trương chính sách đúng đắn, kịp thời, hợp với lòng dân, đã và đang được huyện Mai Châu triển khai, sẽ khơi dậy động lực để người dân trên địa bàn thi đua phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn. Chuyển sang các tin tức quốc tế, người biểu tình Israel đã xuống đường khắp đất nước hôm thứ Bảy kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Tại Tel Aviv, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình lớn chống ông Netanyahu vào tối thứ Bảy. Những người biểu tình chỉ trích ông Netanyahu vì đã kéo dài cuộc giao tranh và không đàm phán thả hơn 130 con tin vẫn đang bị giam giữ ở dải Gaza. Người biểu tình cho rằng ông Netanyahu đang đùa giỡn với mạng sống của con tin vì lý do chính trị. Theo họ, Israel nên chấp nhận một thỏa thuận ngay bây giờ trên bàn đàm phán vì mạng sống của các con tin là điều quan trọng nhất. Họ cũng cáo buộc thủ tướng đã kéo dài chiến tranh mà không có giải pháp chấm dứt giao tranh. Ngày 7 tháng 4, đánh dấu 6 tháng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra giữa lực lượng Israel và nhóm Hồi giáo Hamas, khoảng 1.200 người ban đầu thiệt mạng khi các chiến binh Hamas vượt biên giới và tiến hành các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Điều đó đã thúc đẩy quân đội Israel tiến hành chiến dịch trả đũa. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết hơn 33.000 người đã thiệt mạng ở đó. Họ nói rằng tình hình nhân đạo đã trở nên tồi tệ hơn khi lực lượng Israel tiếp tục không kích và tấn công. Các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc đang cảnh báo nạn đói đang rình rập ở Gaza. Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức các cuộc trao đổi chuyên sâu về tăng trưởng kinh tế cân bằng trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư thừa năng lực công nghiệp của Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện và các lĩnh vực khác. Thỏa thuận này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong được tổ chức vào thứ Sáu và thứ Bảy tại thành phố Quảng Châu phía Nam Trung Quốc. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Bảy, dẫn lời bà Yellen nói rằng hai bên đã đồng ý tổ chức các cuộc trao đổi chuyên sâu về tăng trưởng cân bằng trong nền kinh tế trong nước và toàn cầu. Bà Yellen cũng bày tỏ tin tưởng rằng việc thay đổi các chính sách thúc đẩy tình trạng dư thừa công suất sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và toàn cầu. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đưa tin, phía Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về các biện pháp kinh tế và thương mại của Mỹ nhằm hạn chế Trung Quốc và phản ứng đầy đủ về vấn đề năng lực sản xuất. Chính phủ Mexico đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador sau khi cảnh sát đột nhập vào Đại sứ quán Mexico để bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador, một hành động sử dụng vũ lực bất thường khiến các nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao trong khu vực bị sốc và hoang mang. Cảnh sát Ecuador đã đột nhập vào cửa bên ngoài của Đại sứ quán ở thủ đô Quito để bắt giữ ông Jorge Glass, người đã cư trú ở đó từ tháng 12. Ông Glass xin tị nạn chính trị tại Đại sứ quán sau khi bị truy tố về tội tham nhũng. Cuộc đột kích đã khiến Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador, trong khi thư ký quan hệ đối ngoại của chính phủ ông cho biết động thái này sẽ bị kiện lên Tòa án Thế giới ở La Hay. Ngoại trưởng Ecuador cho biết quyết định vào Đại sứ quán được Tổng thống Daniel Noboa đưa ra sau khi xem xét nguy cơ chuyến bay sắp xảy ra của ông Glass và cạn kiệt mọi khả năng đối thoại ngoại giao với Mexico. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục diễn ra xung quanh địa điểm du lịch nổi tiếng Taroko Gose của Đài Loan, Trung Quốc vào thứ Bảy, khi số người chết trong trận động đất ngày 3 tháng 4 tăng lên 13. Gần tâm chấn nằm ở quận phía đông Hoa Liên, trận động đất đã gây ra những tảng đá rơi xuống hẻm núi. 6 người vẫn chưa được xác định vì mưa, chấn động và nguy cơ lở đất đã cản trở công tác cứu hộ.
Các đội tìm kiếm và cứu hộ bằng trực thăng đã vận chuyển hơn 300 khách du lịch bị mắc kẹt do đường xá không thể đi lại. Trận động đất mạnh đã làm hư hại 830 tòa nhà trên khắp Đài Loan và nhiều người mất nhà cửa. Ở khu vực trung tâm Hoa Liên, các bức tường của một tòa nhà chung cư đã bị nứt do trận động đất và việc sống ở đó không an toàn, khiến khoảng 150 gia đình phải sơ tán. Các nhà tuyển dụng Mỹ đã thuê nhiều công nhân hơn dự kiến trong tháng 3 và tiếp tục tăng lương ở mức ổn định. Theo báo cáo việc làm vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế đã kết thúc quý đầu tiên trên nền tảng vững chắc và có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất dự kiến từ Cục Dự trữ Liên bang. Biên chế phi nông nghiệp đã tăng 303.000 vào tháng trước, cao hơn nhiều so với ước tính cao nhất của các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters. Mức tăng việc làm trong hai tháng trước đó đã được điều chỉnh cao hơn. Các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chính phủ và xây dựng tạo thêm nhiều việc làm nhất. Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 3,8%, thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,3% so với tháng trước và 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vẫn ở mức cao nhưng con số này đã giảm từ mức 4,3% trong tháng 2. Tăng trưởng tiền lương trong phạm vi 3% đến 3,5% được coi là phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Fed. Thị trường tài chính đã giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và hiện thấy khoảng 55% khả năng điều đó sẽ xảy ra. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhắc lại vào đầu tuần này rằng Ngân hàng Trung ương không vội giảm chi phí đi vay sau khi giữ nguyên lãi suất chính sách vào tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, tích cực sưu tầm, diễn sướng, truyền dạy cho thế hệ trẻ về nét đẹp, đặc trưng của hát chầu văn là những hoạt động nghệ thuật ý nghĩa mà nghệ nhân ưu tú Đoàn Linh Nhâm ở phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình triển khai trong thời gian qua. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về người nghệ nhân này. Dù năm nay đã ở tuổi 75, nhưng nghệ nhân Đoàn Linh Nhâm ở phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình vẫn miệt mài đam mê với nghệ thuật hát chầu văn. Ông Nhâm chia sẻ, gia đình không có ai làm nghệ thuật. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã tham gia kéo nhị và gảy đàn cho đội văn nghệ của làng. Tình cờ một lần, ông đã xem được một vở hát chầu. Vì quá cuốn hút nên ông đã tự nghe và học. Theo thời gian, các làn điệu, lời hát, âm nhạc, điệu múa trong nghi lễ chầu văn đã thấm vào ông. Cho đến nay, ông đã tự học thuộc 36 giá văn, đánh được đàn nguyệt. Gắn bó với nghề hát chầu văn được gần 30 năm, ông Nhâm đã đi trình diễn ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam. Tiêu biểu vào tháng 9 năm 2022, ông Đoàn Linh Nhâm đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Tôi cũng đã theo đuổi cái nghệ thuật này cũng đã được nhiều năm. Thế thì vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển của cái nghệ thuật hát chầu văn này mà muốn là nếu như ai có tâm huyết ở gần hay ở xa có tâm huyết mà muốn về học thì tức là cứ tự do đến để mà tôi truyền dạy thôi. Hát văn, chầu văn có sức cuốn hút kỳ lạ, làm mê say lòng người. Bởi ở đó có sự kết hợp đặc sắc, hòa quyện giữa lời ca, âm nhạc, vũ đạo và nghi lễ. Vừa hiện thực gần gũi, vừa huyền diệu, linh thiêng. Xưa kia hát văn, chầu văn được biểu diễn chủ yếu trong các đền phủ. Nhưng theo thời gian, hát văn đã và đang lan tỏa hiện diện trong nhiều không gian hoạt động văn hóa nghệ thuật của cộng đồng. Để mà giữ gìn và phát huy được cái giá trị của môn nghệ thuật chầu văn này thì phường Kỳ Sơn thì hàng năm cũng tổ chức các cái hội thi hội diễn thì cũng có mời nghệ nhân tham gia và trình diễn một vài tiết mục để lưu giữ cũng như là giới thiệu và để cho các thế hệ sau này hiểu thế nào về chầu văn. Và đồng thời thì cũng rất mong muốn là nghệ nhân cũng sẽ truyền đạt lại những cái bản sắc của cái môn nghệ thuật này cho các thế hệ trẻ. Không ồn ào mà âm thầm trong nhịp sống hiện đại hối hả, nghệ thuật hát chầu văn mang những giá trị văn hóa tinh thần sâu sắc, vừa thể hiện nhu cầu thẩm mỹ, vừa thể hiện ước vọng tâm linh của con người trong cuộc sống. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV.
Kính chào, tạm biệt.